Rồi, ok. Mình chào anh em nha. Hôm nay mình đi ra hồ Gia Măng và suối Cát câu nha anh em. Anh em mà anh em theo dõi mình câu giờ tới chiều phải được bao nhiêu cá rồi mình báo cá cho anh em nha. Rồi, ok. Ôi giời ơi. Máy bay trực thăng nha anh em. Báo thiệt chứ. Báo thủ. Lại tàu ngầm nữa anh em ơi, báo quá báo.
Câu chút 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 gì không à, đang định đi về luôn rồi nè. Các con pháo á, nãy quýnh đái nó không ăn, bây giờ quýnh lẫn luôn. Bắt về cho con bạn nó chiên xù. Ghiền đi câu với ăn uống gì đâu, thôi bắt về cho nó chiên xù, nó muốn làm gì nó làm. Từ từ để chút ngược ra đó. Chú nhảy xuống chú. Từ từ chút tới đây thôi, rồi tọt tay vô bác. Bự là chú công cặp cái chú. Ừ. Dính lần hai con. Hút từ từ thôi để nó chích vô tay. Cô đồng muốn nữa. Ừ, được con lưu đồng. Mấy con lưu đồng chú? Một con. Rồi, đấy.